Hiện Luffy đang giao tranh với Đô đốc ánh sáng, nhân vật mà phải nói là cực kỳ mạnh trong hệ thống hải quân. Tuy nhiên, nếu bạn để ý thì Kizaru không thèm nhún nhường trước Luffy một chút nào. Trong khi đó, đối với thầy của Luffy là Rayleigh, thì ông đã có một phản ứng khác. Để mà nói thì một trong những người có phản ứng bất ngờ nhất về sức mạnh của Luffy hiện tại, phải nhắc đến Rayleigh đúng không? Vì đã có một khoảng thời gian ông chỉ dạy cho cậu đủ mọi thứ, để Luffy có thể tự tin nghênh chiến và kiếm chuyện với các tứ hoàng khác. Thậm chí là đến bây giờ, chúng ta ai cũng đều phải công nhận là sức mạnh của Luffy đã phát triển tới một đẳng cấp khác rồi. Thế nhưng để so với thầy Rayleigh của mình thì Luffy hình như vẫn chưa thể bằng được. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Tứ hoàng Luffy mũ rơm lại không đáng sợ bằng vụ bóng tối Rayleigh. Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu rằng có thực sự Luffy vẫn còn thua xa Rayleigh không nhé. Như chúng ta đã biết thì Luffy ở thời điểm hiện tại đã là một tứ hoàng cực kỳ hùng mạnh. Kể từ sau khi cậu trở về từ cuộc chiến tại Wano World, Luffy đã có thể đánh bại được Kaido, vua quái thú, sinh vật mạnh nhất hành tinh, một kẻ mà không ai nghĩ rằng hắn có thể bị đánh bại. Và người đánh bại cái đó lại chính là người mà không ai ngờ đến, một hải tặc non trẻ đến từ Biển Đông, chính là Luffy mũ rơm. Thực tình mà nói thì chúng ta đều rất bất ngờ, thậm chí là cả tác giả cũng không nghĩ rằng Luffy đã có thể đánh bại được Kaido nữa cơ mà. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng đã làm được điều mà không ai tưởng. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh đi mà Luffy mới thức tỉnh cho mình. Thực sự mà nói thì nó quá là mạnh, mạnh tới mức bất ổn và không một ai có thể tin được là cả Kaido, kẻ từng chinh chiến với rất nhiều trận chiến, lại có thể bị đánh bại như vậy. Tuy là thế nhưng ngay cả hắn cũng rất bất ngờ trước sức mạnh kinh người này của Luffy và thừa nhận rằng cậu thực sự mạnh. Vì thế cho nên Luffy hiện tại không khác gì một con quái vật trong mắt người xem và cả chính phủ thế giới cả. Nên việc Luffy đã đánh bại Kaido thực sự là một tin tức cực kỳ chấn động nhất từ trước tới giờ, khiến cho cả thế giới trở nên hoang mang. Khi một hải tặc non trẻ đến từ Biển Đông lại có thể đủ sức hạ gục được Kaido, vua quái thú, ngay cả Ngũ Lão Tinh cũng đã trở nên cực kỳ lo ngại trước sức mạnh của cậu. Theo như họ đã nói thì sức mạnh của Luffy là thứ sức mạnh bằng mọi giá không được phép để nó thức tỉnh. Vì thế cho nên, các Lão Tinh đã phải hy sinh một trong những đặc vụ giỏi nhất của mình chỉ để ngăn chặn điều đó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta đều đã biết rằng, việc Luffy thức tỉnh được sức mạnh Ika là sự kiện canon bắt buộc phải diễn ra. Nên dù phía Ngũ Lão Tinh có ngăn chặn cỡ nào đi nữa thì cậu cũng đều sẽ có cách thức tỉnh được dạng Ika của mình. Và đó chính là lý do mà sau trận Wano World, Luffy đã được trở thành một tứ hoàng theo cách đường đường chính chính chứ không phải là danh xưng ngũ hoàng như hồi cậu mới trở về từ đảo bánh nữa. Đi kèm với danh xưng tứ hoàng đó chính là sức mạnh thực sự của Luffy. Việc cậu trở nên mạnh mẽ trên thế giới ai cũng đều biết, đặc biệt là chính phủ thế giới. Họ biết rõ sức mạnh thức tỉnh của trái Nika nguy hiểm tới mức nào và Luffy có thể làm gì với nó khi giờ đây cậu đã thức tỉnh năng lực này. Bên cạnh đó, những kẻ khác trên thế giới cũng bắt đầu xem Luffy là một mối hiểm họa chứ không chỉ đơn giản là một thằng nhóc đến từ vùng Biển Đông đang tập tành trở thành hải tặc nữa. Chẳng hạn như ở Cross Guild, Mihawk sau khi nghe được ước muốn giành lấy kho báu One Piece của Buggy, ông ta đã nói rằng chỉ có kẻ điên mới đi kiếm chuyện với các tứ hoàng, bao gồm cả Luffy bên trong đó. Có lẽ là Mihawk cũng đã ngầm thừa nhận rằng Luffy hiện tại đã đạt tới đỉnh điểm của sức mạnh, ngang hàng với ông, một kiếm sĩ hải tặc có trị giá hơn 3,5 tỷ và ngang hàng với sàn tóc đỏ. Nên việc Mihawk lo sợ về Luffy cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Cơ mà điểm đặc biệt nhất của sự việc Nika lần này đó chính là việc tấm hình Nika của Luffy đã được chính phủ đăng lên các tờ báo truy nã cậu, mặc dù chỉ là lỗi của bộ phận thông tin. Và ngay sau đó chính phủ đã gỡ bài xuống và thay thế hình truy nã của cậu bằng một tấm hình khác. Tuy nhiên, tấm truy nã Nika của Luffy đã được lan truyền trên khắp thế giới và bây giờ ai cũng đều biết hình dạng mới của cậu nó như thế nào rồi. Nên có thể nói rằng Luffy hiện tại đang rất là nổi tiếng với hình dạng Nika đó của mình đấy đúng không? Nhưng hẳn là các bạn đang hoang mang, không biết vì sao mà chúng ta lại ở đây để nói về độ nổi tiếng của Luffy ở thời điểm hiện tại. Thì câu trả lời chỉ đơn giản cho các bạn thấy rằng trên thế giới không ai là không biết đến danh tiếng của Luffy. Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở việc dù đúng là Luffy đã rất nổi tiếng và thậm chí là trên thế giới hiện tại không ai là không biết đến cậu, nhưng có một sự thật mà hẳn ai cũng đều thấy và phải thừa nhận, đó chính là danh tiếng của Luffy bây giờ hoàn toàn vẫn không thể nào so sánh được với sư phụ của cậu là Rayleigh. Nghe thì đáng buồn nhưng thực tế lại phũ phàng hơn chúng ta tưởng rất nhiều, bởi lẽ cái bóng của Rayleigh là quá lớn. Luffy ở thời điểm hiện tại có lẽ vẫn chưa đạt tới được mức danh tiếng như sư phụ của mình. Chúng ta được biết rằng, trong 2 năm time skip, Rayleigh đã dạy cho Luffy tất cả những gì mà ông có, đặc biệt là cách sử dụng Haki và kiểm soát được Haki bá vương bên trong cơ thể cậu. Tất nhiên là Luffy đã học rất tốt và Rayleigh cũng có thể cảm thấy được điều đó, vì ông là một người thầy giỏi. Mặc dù là thời gian time skip lên tới 2 năm, nhưng Rayleigh chỉ mất có 1,5 năm để dạy cho Luffy cách kiểm soát toàn bộ mọi loại Haki của cậu, từ Haki quan sát cho tới Haki vũ trang. Rồi sau đó, ông đã để cậu tự luyện tập trong vòng 6 tháng tiếp theo mà không có sự chỉ dạy của mình.
Trong thời gian đó, Luffy tất nhiên là đã rất chăm chỉ luyện tập, cậu không hề bỏ một bữa nào. Quanh quẩn 6 tháng tiếp theo, Luffy cuối cùng cũng đã có thể kiểm soát được các loại Haki ở mức cơ bản và sử dụng rất tốt nó. Để rồi sau đó, khi quay trở lại Sabaody, chúng ta đã được thấy Luffy phô diễn Haki của mình. Rồi ở sau đó, đảo người cá bằng Haki Bá Vương, cậu đã có thể quét sạch hết một nửa quân đoàn người cá của Hody Jones trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rayleigh chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy rằng đệ tử của mình đã phát triển nhanh tới như vậy, và chắc chắn là ông cũng sẽ còn vui hơn nếu bây giờ biết rằng Luffy đã có thể sử dụng được hết cả ba loại Haki ở dạng cấp cao của chúng. Ở Haki quan sát, Luffy bây giờ đã có thể quan sát được tương lai. Người ta chưa hành động là cậu đã biết đường mà né rồi. Tuy nhiên Rayleigh chắc chắn cũng có thể làm được chuyện đó từ rất lâu rồi, nên không có gì đáng nói lắm. Tiếp theo là Haki vũ trang cấp cao, Rayleigh cũng làm được trò này. Thậm chí là ông còn rất thành thạo trong việc mở còng tay cho người khác khi sử dụng Haki vũ trang nữa. Đúng là không hổ danh sư phụ của Luffy đấy đúng không? Và bên cạnh đó, trong trận chiến cuối cùng của mình với Kaido, Luffy đã học được khả năng sử dụng Haki Bá Vương bọc vào đòn tấn công và giúp cậu có thể gây sát thương cho kẻ địch mà không chạm vào chúng. Và tất nhiên là Rayleigh cũng có thể sử dụng được chiêu này. Mặc dù là trong lúc dạy dỗ Luffy, Rayleigh chưa bao giờ thể hiện ra cho chúng ta thấy, thậm chí là cả lúc trước khi ông xuất hiện nữa. Tuy nhiên, tại chap 1059, chúng ta đã được nhìn thấy Rayleigh xuất hiện cùng với Haki Bá Vương cấp cao để dọa Râu Đen và những kẻ khác phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Nên vì vậy mà chắc chắn là những gì mà Luffy đã làm được với Haki thì Rayleigh đều đã làm được trước cậu từ rất lâu rồi. Tuy nhiên có một thứ mà Rayleigh thua kém hơn Luffy rất nhiều, đó chính là trái ác quỷ. Cái này thì đúng quá không cãi được, vì Rayleigh có sở hữu trái ác quỷ nào đâu. Nếu có thì ông đã không thể bơi một mạch từ Sabaody đến đảo phụ nữ như vậy rồi. Mặc dù là Rayleigh không sử dụng trái ác quỷ, nhưng chắc chắn rằng không một kẻ sử dụng trái ác quỷ nào có thể đánh bại được ông trong khoảng thời gian dài trẻ của mình cả. Rayleigh biết điều đó, vì trên anime chúng ta được nhìn thấy ông khiến cho Phượng Hoàng Marco phải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hay mới đây nhất, chỉ với sự xuất hiện của mình, Rayleigh đã khiến Râu Đen phải còng đuôi bỏ chạy nữa đấy. Như vậy là đủ hiểu rằng Rayleigh hiện giờ đã cực kỳ mạnh rồi đúng không? Và chắc chắn với độ phủ sóng cực kỳ rộng rãi của Luffy, Rayleigh đã đọc được hết tin tức về việc cậu đã làm tại Wano Quốc, và ông có lẽ cũng sẽ rất vui mừng vì cuối cùng quê hương của người đồng đội cũ của ông đã được chính đệ tử ruột của mình giải phóng khỏi kẻ đã đày đọa họ trong suốt 20 năm. Nên tất nhiên là Rayleigh cũng biết rằng Luffy hiện tại đã mạnh hơn ông nhiều rồi chứ không còn như xưa nữa. Nghe thì có vẻ hơi khó chấp nhận, nhưng sự thật là bây giờ Rayleigh hoàn toàn không thể đánh bại Luffy được. Nhưng được cái là danh tiếng của ông thì vẫn còn đó, và bất kỳ ai cũng đều phải run sợ khi biết rằng đứng trước mặt họ chính là thuyền phó của vua hải tặc Roger. Thậm chí là trước đây, khi một hải quân về báo tin cho Gáp rằng họ phát hiện ra Rayleigh ở Sabaody thì hải quân cũng chẳng làm được gì, vì chẳng ai khùng mà lại đi kiếm chuyện với một huyền thoại sống như vậy cả. Mặc dù là lúc này Rayleigh chỉ ở một mình chứ không có giao du với các thành viên khác cho bằng Roger, nhưng họ vẫn tôn trọng ông ta bởi vì những việc mà Rayleigh đã từng làm khi hồi còn trai trẻ của mình. Tuy nhiên, trên thực tế lại phũ phàng khi mà Rayleigh hiện tại đã không còn mạnh như trước nữa. Bởi chỉ có một điều đơn giản mà chúng ta ngay lập tức có thể nhận ra, đó chính là ông đã già rồi và cũng không có xấu hổ gì cả. Rayleigh cũng tự nhận ra được điều đó. Trong chap 1059, chúng ta đang được nhìn thấy ông xuất hiện tại Amazon Lily để giải cứu con gái cưng của mình khỏi tay tên hà mã độc ác đang muốn lấy mạng của cô. Rayleigh đã đến cùng với việc tỏa ra bá vương xung quanh và rồi đe dọa Râu Đen cùng với những hải quân khác buông tha cho Boa, tống cổ bọn chúng ra khỏi vùng đất của nữ hoàng rắn và bảo vệ bình yên cho vương quốc này. Hoặc ít nhất là cho tới khi toán hải quân khác được cử đến Amazon Lily để tiếp tục bắt Boa Hancock. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó, mà bây giờ hãy cùng nói về sức mạnh của Rayleigh ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ trong chapter này, Rayleigh mặc dù đã có thể đánh đuổi được Râu Đen, nhưng đó là một hành động khá là hên xui may rủi. Bởi lẽ ông không chắc rằng Râu Đen có thực sự quyết định ở lại khô máu với ông hay là không. Vì nếu như hắn ta chọn cách ở lại để quyết chiến, thì khả năng cao là Rayleigh sẽ thua cuộc trước Râu Đen, vì hắn là một kẻ cực kỳ mạnh, một tứ hoàng chứ đâu có đùa, sở hữu trái ác quỷ mạnh nhất của hai hệ. Và bên cạnh đó, Râu Đen còn là một tên cực kỳ xảo huyệt, với sức mạnh mà bất kỳ ai cũng đều công nhận hắn. Mặt khác thì Rayleigh, mặc dù là một huyền thoại sống, và tất nhiên là tới bây giờ thì ông vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, nên là thể lực của Rayleigh không còn được như xưa nữa, mà có lẽ không còn được dài sức như những tên nhóc hải tặc khác. Vì thế mà nếu chiến đấu với Râu Đen trong một cuộc chiến dài hơi, thì Rayleigh có thể sẽ thua cuộc trước sức mạnh áp đảo của tên này cho mà xem. Vì thế cho nên, đây là lý do hợp lý nhất để nói rằng Rayleigh hiện tại đã không còn mạnh bằng Luffy nữa. Bởi lẽ chúng ta được biết rằng Luffy đã được định sẵn sẽ là người đánh bại Râu Đen. Để mà nói thì cậu và Râu Đen là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Mặc dù là họ
đều có chung một mục đích là thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khác với Luffy, râu đen thực hiện ước mơ của mình theo cách mà không một ai có thể thông cảm được cho hắn. Và thú thật là nó tiêu cực hơn Luffy rất nhiều. Còn với Luffy thì cậu lại khác. Cậu thực hiện ước mơ bằng cách đi vòng vòng xung quanh và giúp đỡ mọi người, thay vì làm hại họ. Bên cạnh đó thì râu đen và Luffy cũng có một mối lương duyên mà chắc chắn họ sẽ phải trả nợ cho nhau. Còn nếu không thì sẽ không có ai có thể trở thành vua hải tặc được cả. Vì thế cho nên, việc Luffy phải đánh bại được râu đen để có thể trở thành vua hải tặc gần như là chắc chắn. Và đến khi đó, cậu sẽ mạnh hơn cả hắn. Hoặc cũng có thể là bây giờ, Luffy đã được xem như là ngang hàng với râu đen rồi đấy nhỉ. Và vì Luffy bây giờ đã được xem là ngang hàng với râu đen, nên vì thế cho nên, nếu như Rayleigh không thể đánh bại được râu đen vào thời điểm hiện tại, thì chắc là ông cũng không thể nào đánh bại được Luffy ở thời điểm hiện tại luôn rồi đúng không? Người ta có câu trẻ già thì măng mọc. Đúng là bây giờ, Rayleigh không thể nào đánh bại được Luffy bởi vì cậu đã mạnh hơn cả chứ mạnh rồi. Nhưng đó là thời điểm hiện tại. Chứ còn nếu quay về độ khoảng chục năm trước, khi mà Rayleigh đang còn trong tuổi trẻ của mình mà cũng chẳng cần phải đi đâu cho xa. Chỉ cần quay lại thời điểm 20 năm trước, khi mà Roger còn chưa tìm được kho báu One Piece, thì ông, với danh phận là thuyền phó của Roger, cũng đã sẵn là một kẻ cực mạnh rồi. Không chỉ có mỗi Roger, mà hẳn là bất kỳ ai trên thế giới cũng đều sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của vua bóng tối. Thậm chí là ông mạnh tới mức đến cả một tên ngang tàn không sợ trời không sợ đất như râu đen khi gặp ông lúc về già còn phải hoảng sợ và bỏ chạy, thì các bạn cũng đủ biết là Rayleigh thời đỉnh cao bá đạo tới mức nào rồi. Tuy nhiên về Luffy thì có vẻ như là cậu không được thừa hưởng sự bá đạo đó từ thầy mình, bởi vì mặc dù Luffy đã rất mạnh, nhưng khi người ta nhìn thấy cậu thì không hiểu sao người ta lại xem cậu giống như một đứa con nít cần phải được dạy dỗ lại, chứ không giống một vị tứ hoàng cần phải tránh xa tí nào. Mặc dù đúng là bây giờ hải quân đã có một vài động thái nhất định để công nhận sức mạnh của Luffy, chẳng hạn như là cử cả 100 chiến hạm tới chỉ để đối đầu với cậu, hay đích thân một lão tình rời khỏi Mary Jones để giám sát tình hình trận chiến của Luffy. Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng danh tiếng của Luffy hiện tại mặc dù đã được gọi là tứ hoàng, nhưng cậu chẳng đáng sợ một tí nào. Mặt khác thì đối với sư phụ của cậu là Rayleigh, dù ông đã già nhưng hẳn là bây giờ nếu đem ra bàn cân để so sánh thì người ta sẽ chọn Rayleigh là kẻ đáng sợ hơn Luffy mũ rơm đấy đúng không? Tuy nhiên, mình nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi mà Luffy có thể khẳng định được tên tuổi của cậu trên khắp cả thế giới. Nhưng có lẽ điều đó sẽ có phần hơi khó một chút, bởi vì Luffy thuộc dạng hải tặc đi vòng vòng và cứu người, kết bạn bốn phương, thân thiện với tất cả những ai mà cậu gặp gỡ trên hành trình của mình. Và vì thế cho nên là sẽ hơi khó khăn nếu như bắt mọi người trên thế giới phải trở nên sợ hãi trước một Luffy hiền lành và thân thiện đấy nhỉ. Quay trở lại với vấn đề chính, thì bây giờ sức mạnh của Luffy đúng là đã rất mạnh. Nhưng nếu so sánh với sức mạnh của Rayleigh hồi còn trẻ thì cậu vẫn chưa được gọi là ngang tầm với ông đâu. Vì thế cho nên, để cho Luffy có thể trở nên đáng sợ và được kính trọng như thầy của mình kể từ lúc ông trở thành hải tặc cho tới khi đã về hưu như thế này, thì hẳn là Luffy sẽ cần phải lập thêm nhiều chiến công nữa và khẳng định tên tuổi của mình một cách rõ ràng hơn cho cả thế giới biết đấy nhỉ. Nhân tiện thì bây giờ cậu đang phải đánh nhau với một đô đốc hải quân và cả một lão tinh nữa, nên là nếu như Luffy giành chiến thắng trước trận chiến này thì có khi là người ta sẽ chịu nhìn cậu với con mắt nể sợ, giống như đã nhìn với Rayleigh vua bóng tối, sư phụ của cậu đấy đúng không?